Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 6 tháng 8. Hôm nay mưa diễn ra nhiều nơi nhưng tập trung chủ yếu vào tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiều ngày qua mưa dông diễn ra nhiều nơi nên độ ẩm trong không khí khá cao. Ngoài nguy cơ khiến các bệnh về đường hô hấp gia tăng, thì còn các vật dụng trong gia đình cũng ẩm mốc. Mức nhiệt hôm nay không quá cao, cao nhất từ 30 đến 32 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 90 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 6 tháng 8 năm 2022, mực nước cao nhất 360 cm xuất hiện lúc 7 giờ, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 14 giờ.